Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 tây tháng 12 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Trong phần nghiệp chúng ta đã đi qua khái niệm về nghiệp, phân loại về nghiệp. Trong phân loại về nghiệp chúng ta có phần thứ nhất là phân loại theo đạo đức tâm linh. Có nghĩa là những cái gì chúng ta gieo bằng suy nghĩ, bằng lời nói và bằng hành động thì nó được định hướng là tất cả những cái đó nó đi vào con đường thiện hay bất thiện. Cái phần thứ hai trong phân loại đó là khi chúng ta gieo những nghiệp thiện hay bất thiện thì nó trổ quả. Và cái quả rõ nét của nó là nó đưa đi tái sanh. Và trong cái tái sanh này đó, nói một cách tổng quát thì chúng ta sẽ tái sanh về cõi dục giới, sắc giới hay vô sắc giới. Tái sanh về cõi dục giới hay là tái sanh về cõi sắc giới hay vô sắc giới là do chúng ta đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới thì mới được tái sanh về 20 cõi trời đó. Còn nếu như chúng ta đó, kiếp này chúng ta không có tu thiền định và chưa đắc một cái tầng thiền định nào thì chúng ta cứ biết rõ rằng chúng ta sẽ tái sanh vào cõi dục giới. Và dục giới như thế thì nó có tất cả là 11 cõi. 11 cõi. Thì chúng ta lấy cõi người làm căn bản đây. Vì trong cái cõi người này đó, nó có một nửa trên đó là lạc, một nửa dưới là khổ. Tức là trên là dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp thiện trí. Đó là dòng nghiệp. Cái thứ hai là cái dòng nghiệp khổ, là cái dòng nghiệp của tham, sân và si. Thì như vậy, trong cái 11 cõi này đó, thì chúng ta lấy cái cõi người làm căn bản đây. Vậy đây là người. Trên cõi người đó là 6 cõi chư thiên, dục giới, là do những cái pháp thiện của chúng ta. Khi chúng ta ở kiếp người mà cái pháp thiện của chúng ta lớn, mà những cái pháp bất thiện này đó là nó teo tóp lại, nó nhỏ đi, thì sẽ được tái sanh làm sau cõi chư thiệt. Mà cái căn bản nó nằm trong năm giới: không phạm giới thô, và tiến lần tới cái chỗ đó là những cái giới tế nó bắt đầu nó giữ được nhiều hơn. Và cái nữa là chúng ta hành giới thì con đường của sáu cõi chư thiên là cái con đường chúng ta có mặt. Rồi bây giờ dưới con người là các cái cõi khổ đây. Thì như chúng ta đã chia ra rồi thì đó là súc sinh, đây là quỷ khổ, đây là Atula, và đây là địa ngục, và đây là cái con đường luân hồi. Và con đường này đó mà tiếp dẫn đi lên đó, con đường của chư thiên tiếp dẫn đi lên thì cái đỉnh cao nó là con đường của sự giải thoát. Tức là chúng ta không còn khổ nữa. Còn đây là con đường của đau khổ đây. Đi thế này. Thì chúng ta đã nói qua về cái thế giới súc sinh, mà cái nặng của nước của nó là đã bị si gia mọt. Mặc dù chúng ta thấy có những cái con vật nó rất là tốt, ví dụ một con chó, nó cứu chủ, nó trung thành với chủ. Một con voi, một con ngựa, vân vân. Nhưng mà nó chỉ là pháp thiện mà thôi, chứ còn cái thiện trí của nó bị che, cho nên nó vẫn làm điều tốt, nó vẫn gắn bó được cái điều tốt, nhưng mà cái trí của nó bị ngăn chặn. Vì vậy mà nó ở trong cái thế giới này. Nhưng mà khi nó làm được một cái điều thiện gì lớn đó nữa thì nó sẽ xé cái màn vô minh này và nó sẽ được tái sanh lên cõi người hoặc chư thiên. Thì những chúng sinh trong cái cõi khổ của cái quỷ khổ này nó cũng vậy. Và con đường đi đó, ác nghiệp nặng nhất nó sẽ nằm trong rất nhiều tầng của địa ngục, rồi chúng ta sẽ học. Ra khỏi cái này, nó có thể đi từng cái chặng đường, hoặc nó đây phóng lên đây, nó có thể phóng lên súc sinh, nhưng làm người chưa. Từ địa ngục mà đi lên làm người chưa. Ba cái cõi này có thể phóng cái làm người được, có thể phóng cái làm chư thiên được. Nhưng trong cái địa ngục này, nó phải đi từng tầng cấp một. Thì sở dĩ sư cô dành cái thời gian để nói về cái quỷ khổ này thì trong đó chúng ta tạm chia ra nó là ma và nó là quỷ đói.
Chứ còn thật ra cái thế giới của nó đó cực kỳ đa dạng, không phải chỉ bao nhiêu đó thôi. Mà sư cô dừng ở đây nhiều và nói ở đây nhiều là bởi vì ở đây là cái con số mà chúng ta đây đó có thể xa xảy đến đó cực kỳ nhanh. Dẫu là người xuất gia hay người tại gia, cái quy luật về tâm linh thì nó không có nói xuất gia hay tại gia. Thí dụ như bây giờ sư cô đang xây cái chùa mà thình lình nó lăn ra nó chết, mà cứ nghĩ rằng sao mình không làm xong rồi mình mới chết, thì nhiêu đó đủ thành ma nó lỡn giỡn ở trong cái tỉnh xá pháp huệ hoài, chứ không có đơn giản chút nào đâu, không có dễ đâu. Nó đúng là mình không có liên tiếp cái gì hết, mình chỉ nghĩ là cái công việc mình nó tại sao nó chưa xong mà nó chết rồi, bây giờ nó giống như nó bức rứt trong người dữ lắm, nó chịu không nổi, thành ma liền, không có nói năng, không có nói cái gì. Bây giờ mình học tới đâu, mình tu tới đâu, không cần biết, không cần biết chuyện đó. Chỉ cần biết cái giờ lâm chung, bắt cái cảnh gì, đi cái đó tái sanh. Cho đến bao giờ mình tỉnh ra, mình biết rõ rằng cái quyết định này là sai, cái sự bám víu này là sai thì thôi, thì sẽ đi theo cái thiện nghiệp của mình. Đây là luật của tâm linh. Chúng ta cần hiểu cái luật này để chúng ta hiểu rằng giáo pháp này chúng ta nhớ ghi nhận đây rất là sâu sắc ở trong tâm của mình. Không phải để thành Phật ngay đâu, không dễ dàng gì để thành Phật, không dễ đâu. Bây giờ thí dụ như một cái bài kinh, mà bài kinh Vô Ngã Tướng đi, bây giờ năm anh em Kiều Trần Như đó, nghe một cái là coi như tuần tự là nhập vào dòng thánh, và sau đó A La Hán. Bây giờ sư cô đây có thể giảng được cái bài đó, nhưng mà đâu có nhập vô được. Tại vì sao? Tại vì cái pháp hành của mình chưa đủ, phước báo mình chưa có hội đủ được. Mình chỉ được có cái là cái phước trí của mình thôi, thì mình chỉ có thể là hiểu biết được trong cái trí văn này mình có thể hiểu biết được thôi. Nhưng mà còn trí tư, trí tu của mình đấy đâu, và cái năng lực mình hành trì đó là bao nhiêu kiếp rồi, thành ra mình chỉ có thể tiến được một chút đó thôi. Và mình cũng lấy cái đó làm cái hành trang để cho mình đó, là hàng ngày mình có cái giáo pháp này nè, cũng như có một cái lương thực vậy đó, để mình nuôi sống cái nội tâm của mình, để mình chữa những cái bệnh mà thuộc về tham sân si, thuộc về quế nhiễm của mình vẫn còn đây, chưa có hết đâu. Và dẫu nó còn có chút xíu vậy, cái khả năng nó bùng lên, nó vẫn có thể là đốt rừng được như thường, chứ không có phải là mình làm cho nó nhỏ lại có nghĩa là nó nhỏ mãi, không có đâu, không có chuyện đó bao giờ cả. Nó đi theo cái luật của nó, không phải đi theo cái tôi của mình đâu, đi theo luật của nó, vận hành trong cái luật của nó. Bây giờ nơi cái tôi đây nè, mà nó khởi lên cái pháp thiện hay pháp bất thiện là nó vận hành theo cái luật của nó. Và tôi cũng hiểu như vậy, cho nên là tôi vận hành bằng cách là tôi thấy biết nó, hoặc là nó đi qua rồi tôi không làm gì được nó cả, nhưng tôi có một cái khả năng hồi tưởng. Bởi vì những cái thước phim đi qua rồi tôi có thể chiếu lại được. Và tôi làm người tôi có khả năng, tôi nhận thấy rằng những việc tôi đã nói, những lời tôi làm nó đã sai ở cái chỗ nào. Và tôi sẽ dạy tôi như thế này: sai là không làm nữa nha, không có vi phạm nữa nha. Mà bây giờ sai rồi á, nó vẫn bị che khuất để nó làm lại, thì biết rằng cần phải làm cái gì làm đi, cần cái gì làm đi. Trong 13 la mật đó còn cái gì phải bổ sung thì phải bổ sung đi. Về mặt hành trì mình còn cái gì thiếu sót phải hành trì đi. Cho nên lúc đó mình có một cái sức mạnh, là sức mạnh của thiện trí, để nó dạy bảo cái tôi này. Còn không mình nô lệ cho cái tôi của chính mình đây mà mình không có dạy bảo nó. Cho nên sư cô nói với quý vị rằng không có ai dạy mà dạy mình được đâu. Người ta nói mình nghe thì mình cũng dạ dạ dân dân, mình cũng là chuyển chút đỉnh để cho vui lòng người ta thôi, để cũng tỏ ra là mình hiểu biết hơn, hoặc là tỏ ra mình có sửa đổi thôi. Nhưng không bao giờ nó mạnh bằng ở cái chỗ là chính mình thấy mình, chính mình nói với mình rằng sai rồi nha, không có được tiếp tục nha. Bây giờ cái này thiếu phước thiếu đức này, phải tạo đi nha, chứ không ngồi đó mà ảo ảnh nha.
Mình phải mạnh mẽ như thế thì cái thiện trí này nó phát sanh. Và Phật khác với mình ở cái chỗ nào? Ở chỗ là cái trí tuệ này là gọi là toàn giác rồi. Đây là mặt trời rồi. Còn mình á, mình thắp sáng cái ngọn đèn dầu leo lét trong cái tôi của mình thôi, trong cái cá thể của mình thôi, nó chưa đủ để soi một cái gì cả. Ngay trong tâm mình soi chưa hết. Cho nên mới nói rằng ta là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Cái trí tuệ này đặc biệt nó nhiều nhất ở trong cái cõi người. Rơi xuống cõi này là cái phần thiện nó còn, mà cái phần thiện trí của nó bị che khuất. Cho nên cái cõi súc sinh này đi đến cái quỷ khổ, cái Atula này vẫn có cái tốt. Cho nên sư cô nói trong cái thế giới này, nói một cách tổng quát, thì có những người ta tái sanh vào cõi khổ này nhưng người ta vẫn gắn với cái điều thiện. Còn có những chúng sinh bị che khuất nhiều hơn đó, thì người ta lúng túng mãi trong cái tôi khốn khổ người ta, đặc biệt là vấn đề cảm thọ. Người ta chỉ muốn thọ lạc và thọ hỷ, người ta không chấp nhận cái thọ khổ và thọ ưu. Trong khi họ sinh ra trong cái thế giới này, cái thế giới mà của bốn cái cõi khổ này đó, chỉ thấy khổ mà hiếm hoi mới có được cái điều lạc. Rồi nó qua đi rất là nhanh, chỉ để cái nỗi khổ nó kéo dài mà thôi. Quý vị sinh ra làm người đây, tất cả chúng ta sinh ra làm người đấy. Nếu chúng ta chọn một cái đời sống gia đình con cái, mình bắt cái cân lên, mình sẽ có thể trả lời với mình rõ ràng rằng khổ nhiều hay vui nhiều chúng ta biết rồi. Mà nếu mình chi ly hơn nữa, mình mới giật mình, cái vui này nó thuộc về tham hỷ hay thiện hỷ, chúng ta phân tích ra sẽ thấy. Hôm nay đi đám cưới về vui quá. Vui này thiện hỷ hay là tham hỷ? Phân tích rõ thấy mới sợ. Đi du lịch, đi coi hát về vui quá, phân tích ra mới sợ. Đi vào chùa vui quá, phân tích ra mới sợ. Đi vào chùa vui bởi vì nay gặp bạn đông quá, nói đã đời luôn, khác. Còn vui gì á, là mình được cái gì trong chùa cho mình một cái quyển kinh hay, hay là mình thấy cái chánh điện hôm nay nó trang nghiêm, nó đẹp quá, cái lúc mình lễ xuống cái tâm mình rất là hoan hỷ, cái đó khác. Phân tích ra rồi mới thấy rằng chúng ta sống trên thế gian này, chúng ta đi bằng cái dục lạc đó, chúng ta giống như hưởng những cái bả mà chúng ta ngỡ rằng cái tinh túy của nó. Tại vì vậy nó đi đến đọa lạc. Còn khi chúng ta thấy rõ ra rồi thì chúng ta biết chọn con đường đi của mình. Thì trong cái những khi mà chúng ta đã chọn cái con đường đó rồi mà chúng ta rơi vào trong cái súc sanh, trong quỷ khổ của Atula, thì đặc biệt những cái chúng sanh này nó dính vào cái thiện. Ví dụ nuôi một con mèo, cái gì để ý có con cái tánh nó rất là hiền, rất là dễ thương, con giữ ghiêng hồn lắm, không phải như một con chó cũng như vậy. Mà có con chó nó luyến ái nhiều đó, mình nhìn nó cũng biết. Mà nó đi vào con đường thiện của nó, mình biết liền, để mình giúp cho nó, để nó được tái sanh làm người. Bởi vì tất cả những con vật sống trong nhà của mình đều là quyến thuộc cả. Dẫu cho tình cờ nó chạy vô nhà mình, dẫu mình đi mua nó về, dẫu ai cho mình mà mình nuôi nó thì nó quyến thuộc rồi. Nó là quyến thuộc rồi. Thành ra khi chúng ta hiểu trong cái thế giới này rồi thì chúng ta biết rằng đường luân hồi của chúng ta đó, nếu mà chúng ta không dám làm những cái ác nghiệp thì cái con đường khổ này vẫn, chúng ta vẫn có mặt. Mà chúng ta có mặt nhưng mà chúng ta đi ra nhanh hay chậm là do chúng ta hiểu biết về quy luật tâm linh. Chúng ta hiểu biết về cái chân lý thuộc về tâm linh. Và cái chân lý đó nó nằm trong cái giáo pháp của Đức Phật, chứ nó không phải nằm trong giáo điều. Cho nên sư cô nói là cái đạo Phật đó, tất cả những giới luật của đạo Phật không phải giáo điều. Nhớ vậy. Không phải do một cái giáo chủ, người ta có những cái giáo điều cho giáo dân, hoàn toàn không có đó. Mà tất cả những giới luật khi chúng ta nghiên cứu, nó là chân lý về tâm linh.
chân lý về tâm linh này nó hoàn toàn khách quan. Và khi ai phạm vào cái quy luật khách quan này thì người đó là ông vua hay người đó là cái người ở dưới gầm cầu thì cái hậu quả nó giống nhau. Hoặc là một cái kẻ tội phạm hay là một cái người tu hành mà làm được cái điều lành điều tốt thì kết quả giống nhau. Tại vì nó đâu có dính vào trong cái tục đế, dính vào trong cái chân đế. Cho nên cái thế giới này nó vẫn chia ra làm hai. Vì vậy đó, cho nên tại sao mà chúng ta đã làm được phước, chúng ta phải chia phước, phải hồi hướng cho những tất cả những người thân đã quá cố của mình. Mặc dù đó mình không có biết rõ là họ có nhận được hay không, nhưng mình vẫn là lý do rằng nếu người đó đã đi tái sanh làm người hoặc chư thiên rồi thì người ta không có cần thiết cái đó, nhưng mà tất cả những người còn lại vẫn cần ở trong cái gia quyến, một cái cửu quyền nhiều đời nhiều kiếp của mình. Bởi vì Đức Phật nói rằng chưa từng có một gia tộc nào mà không có người ở trong cõi khổ. Và hôm nay đây chúng ta sư cô trình bày một cái vấn đề để cho rõ ràng cho quý vị thấy, mà lâu nay sư cô nói nhưng mà cái sự giải thích nó không có đầy đủ. Đây là thế giới của con người đây. Đây là cái phần tốt của con người là thiện đây. Và đây là thiện trí. Cái phần tâm tối của con người nó nằm ở tham, ở sân và ở si. Con người có đầy đủ hết. Khi mà thân hoại mạng chung rồi đó thì do trong tâm chúng ta đó nó có hai cái dòng chảy của nghiệp đây. Nếu mà cái dòng chảy này nó mạnh, cái phần này nó mạnh thì chắc chắn rằng là trong cái thế giới mà chúng ta gọi là địa ngục đây, đây là súc sinh đây, đây là quỷ khổ đây, và đây là Atula đây. Nó đi trong lúc mà trong cái hiện kiếp của chúng ta đó. Hiện kiếp làm người chúng ta đây. Hàng ngày chúng ta đã để cho cái tâm của chúng ta đó tâm mình đây, tâm thiện đây, và thiện có trí đây, đây là tâm bất thiện đây. Hàng ngày nó đã diễn ra như thế nào thì nó có con số của nó, có con số của nó, và nó có cái hình thành ra một cái năng lượng của nó. Chính con số và cái năng lượng này nó sẽ đưa chúng ta đi tái sanh đây. Và đặc biệt á, ở trong đạo Phật á, ví dụ đây là cái hiện kiếp của chúng ta, khoảng thời gian này nó gọi là cái hiện kiếp của mình đã nằm đây đây này. Chúng ta sinh ra từ năm nào và chúng ta sẽ chết vào năm nào, năm sinh, và đây là cái năm chúng ta tử, cái hiện kiếp này. Nhưng mà khi á, nó đưa đi cái tái sanh đây, thì nó lấy cái hiện kiếp này nó cộng với cái lô vô lượng kiếp, nó mới đưa đi tái sanh. Thì vậy đây là cái bài toán mà nó nhân bằng con số. Con số này chúng ta đã biết rồi, một cái chớp mắt như thế mà 1.000 tỷ sắc na, một giây đồng hồ 250.000 tỷ, những cái gì chúng ta gieo rắc rồi nó tính bằng con số, mà nó tính bằng cái năng lượng. Có nghĩa là lúc mình làm đó, cái tâm mình với cái tác ý mạnh hay yếu. Nếu mạnh thì cái năng lượng đó nó mạnh, yếu thì năng lượng nó yếu. Nó là một cái bài toán cộng. Để cái giờ lâm chung này nè, chúng ta mới bắt cái cảnh đó, nó tổng hợp và nó sẽ đưa đến cái tái sanh đi đúng cõi này, cõi khổ hay là cái cõi của chư thiên. Nó là luật về mặt tâm linh. Chúng ta dẫu biết hay không biết nó vẫn vận hành. Và cái nữa là sư cô nói nó đi phần thô và phần tế. Cái phần thô là mình có thể thấy được, nhưng mà cái phần tế
tức là rất là vi tế thì có khi chúng ta nhận không ra. Nhưng luật này nó tính hết ráo. Mình không biết, nhưng nó biết và nó tính hết. Luật của thế gian sơ sót nhiều lắm. Là bởi vì có những cái mà quan tòa với luật sư nhìn ra, có những cái quan tòa với luật sư nhìn không ra. Là vì nó bao biện giỏi quá, nó che giấu giỏi quá, nhìn không ra. Thành ra cái án, nó có án oan và có cái án đúng. Có cái án đúng được nhiều, có cái án đắng, có cái án nó đúng không nhiều. Thành ra khi mà người ta bị kết án vậy đó, nó có án oan và cái án đúng, đúng án của nó. Có cái chưa đúng lắm, nhưng mà cái luật về mặt tâm linh này không có sơ sót chút xíu nào cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó vận hành vô ngã, không có thiên vị ai cả. Nãy sư cô có nói một ông vua à, hay là một cái người ngủ dưới cái gầm cầu mà có phạm tội đó, ông vua có thể được miễn trừ, cái người ở dưới gầm cầu có thể bị xử chém. Nhưng mà về mặt tâm linh thì hai cái người này khi mà vận hành cái ác nghiệp đó, cái tâm diễn ra như thế nào thì cái hậu quả nó sẽ đi như thế. Nó không có sai khác. Làm cái điều tốt cũng vậy. Một người xuất gia hay một cái tội phạm thì khi mà làm cái điều thiện đó thì cái sự vận hành theo đúng cái luật của nó thì cái kết quả nó ra ra như nhau, chứ không phải vì đây là một phạm nhân mà cái phước của nó ít hơn cái người này. Chỉ là vì cái người xuất gia đã vốn có giống như một kho báu rồi, bây giờ nó thêm vô nữa thì thấy nó lớn. Còn cái người này cái kho báu nó ít quá, giờ đưa vô thì cộng lại nó vẫn ít. Nhưng mà cái việc hiện, cái hiện tại mà nó xảy ra đó, trong cái thời điểm đó với một cái hành xử như thế đó thì quả phước như nhau, hoặc là tội ác như nhau. Đó là cái luật về tâm linh cực kỳ công bằng. Cho nên giờ đây đó, khi chúng ta hiểu biết không tạo tội nữa, cái cuộc hôn nhân này tới đây không thể tiếp tục nữa là không thể tiếp tục. Tình nghĩa mẹ con, cha con tới đây hết là nó hết. Tình nghĩa bạn bè đến đây hết là nó hết. Phước báo của tài sản đến đây nó hết là nó hết. Sự sống đến đây chấm dứt là chấm dứt. Hoặc nó phải hành cho sình lên sọp xuống vậy, nhìn biết rõ, để không có than quán, không có gì hết. Biết cái gì? Biết mình đã sai rồi. Sửa hay không? Nói với mình như vậy. Dẫu cho mình nằm không cục cửa được nữa đi, người hôi thối chảy nước ra, nhưng tâm mình vẫn còn sáng suốt. Đó là cái phước báo làm người của mình. Mình sẽ nghĩ rằng sai rồi, sai lắm rồi. Chứ bao nhiêu người người ta chết, nằm xuống là chết mà. Chết mà khi đó cái sự sáng suốt vẫn còn, cơ thể này vẫn còn có thể vận động bình thường được, vẫn chết. Giá tới giờ chết nó chết, biết sai rồi để sửa đổi, và không có quán trách, không có gì hết. Nó đến rồi nó đi. Bởi vì luật tâm linh, khi mà những cái quả nghiệp lành nó xuất hiện, nó cũng đến rồi nó đi. Những cái quả bất thiện nó cũng đến rồi nó có đi. Đau khổ hay hạnh phúc do chúng ta trì kéo. Mà chúng ta không trì kéo được cái gì cả, cho nên chúng ta đau khổ. Ăn món ngon muốn lặp lại, hưởng thụ một cái hỷ lạc muốn cái đó tái trở lại, và muốn nó tăng lên. Tất cả nó nằm trong chữ muốn. Đau khổ muốn nó ra đi nằm trong chữ muốn. Không đâu, chữ muốn dừng lại chỗ đó chỉ đem đau khổ mà thôi. Nếu chúng ta muốn cái hỷ lạc này ở lại lâu dài thì chúng ta biết phải gieo cái nhân gì để nó tăng cái hỷ lạc này lên. Khi những cái đau khổ xuất hiện, chúng ta muốn nó ra đi, nhưng mà chúng ta phải làm gì để cho nó được ra đi?
Đó là cái vấn đề thuộc về sự hiểu biết và cái sự tu tập, có nghĩa là mình làm cho những cái năng lượng lành của mình tăng lên mà những năng lượng xấu nó phải suy giảm xuống. Là chúng ta phải có phương pháp, phải có cách thức. Bởi vì khi chúng ta tạo tác những cái điều sai hoặc điều đúng, chúng ta đều có cách thức cả. Và cái cách thức đó chính là cái sở hữu tư nó vận hành đây để nó điều khiển tất cả các pháp nằm trong cái lộ trình mà nó thuộc về cái phần động tốc để tạo nghiệp đấy. Nói biết không? Nó có cái cách thức quen thuộc của nó để nó làm. Và chúng ta phải nhận ra. Cho nên chúng ta để ý nè, mỗi người nó có một cái phong cách riêng. Nói năng đi đứng nằm ngồi, mỗi người có cái phong cách riêng, cái dáng vẻ riêng, nó không lẫn lộn với ai cả. Có thấy nè, những ngón tay chúng ta nè, tất cả những ngón tay chúng ta nè, hàng tỷ tỷ người mà những cái hoa văn rất đơn giản thế này không bao giờ trùng hợp. Cái riêng đó nó nằm ở đâu? Nằm ở chỗ chúng ta tạo nghiệp thiện và bất thiện xen lẫn một cách khác nhau. Nó chỉ có tương đồng thôi, nó không bao giờ nó giống nhau 100%. Chúng ta sáng suốt, chúng ta nhận ra cái điều đó. Để chúng ta đó biết rằng là trong cái thế giới của 11 cái cõi đây, 6 cõi chư thiên dục giới, 1 cõi người và các cái cõi khổ đây, nhân quả đang xen nhau. Đừng bao giờ hiểu lầm rằng chỉ có con người với con người nó mới có nhân quả mà thôi. Chúng ta bỏ cái này ra đây. Chúng ta bỏ cái phần địa ngục ra. Vì địa ngục không thoát ra được. Ở chỗ này thì không có giao lưu với cái 10 cõi còn lại đó, nó không giao lưu được. Bởi vì nó giam nhốt. Nó giam nhốt. Cái địa ngục là nó giam nhốt lại, không ra được. Cho nên mới nói là có ngục tù nào như lòng sân. Tất cả những cái pháp bất thiện mà nằm trong hai cái tâm sân này đây, và nó đi với lại cái chi phần sân tật lận hối, và nó đi với cái chi phần si vô tàng vô quý phóng dật đây, là nó làm cái địa ngục để giam nhốt. Đầu tiên nó trong tâm, và sau đó nó có một cái địa ngục thực thể, và nó giam những cái chúng sinh mà quá sanh trong cái cõi này đây, là cứ phải quá sanh và phải chịu tất cả những gì sai lầm mà chúng ta đã tạo ra trong cái tâm sân của chính mình đây, trong những chi phần của sân đây, thuộc về si và thuộc về sân tật lẫn hối đây. Chúng ta đã sử dụng nó quá nhiều ở trong cái đời sống của mình, và bây giờ đó nó sẽ tự mình sẽ giam cầm ở đây, và nó có một cái thực thể để sống ở đây để mà chiêm nghiệm. Còn nếu không chiêm nghiệm, cứ ở mãi trong đó mà chịu. Nhớ nha, chỉ có sự hiểu biết của chúng ta mới đưa chúng ta thoát ra thôi. Mà sự hiểu biết đây là hiểu biết về tâm linh mới đưa chúng ta thoát. Còn không có sự hiểu biết về tâm linh, chúng ta sợ đó. Ở đó cho bao giờ xong thì thôi. Quý vị thấy trong cái đời sống hàng ngày đây, bản thân chúng ta cũng bị giam vậy chứ. Một người làm ra tiền quá dễ, cái phước nó vô ào 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 ào. Bây giờ bệnh rồi, nằm trong cái bệnh viện cũng không ngừng lại được. Nó vẫn đi trong cái vòng đó, nó giam lại. Một người đàn bà lấy chồng, chồng nó đánh, vui nó cũng đánh, buồn nó cũng đánh, thích đánh lúc nào, lôi đầu ra đánh lúc đó, hành hạ kiểu gì cũng là che con mắt mình lại để chịu đựng. Và đôi khi còn nghĩ rằng đây là cái đức hạnh của mình, là hy sinh và chịu đựng. Cho đến bao giờ những cái ảo ảnh đó ở trong tâm của mình nó rớt xuống, để mình thấy thực thể của chính mình ở trong cái bối cảnh đó, mình đã bị đọa đày trong cái ngục tù của sự ngu tối của mình, và một cái sự cam chịu hoàn toàn vô ích của mình.
người nữ này sẽ đi ra, không cần phải ly dị vẫn đi ra, đi ra được như thường. Tất cả những cái gì chúng ta thoát được, chúng ta thoát bắt đầu từ trong tâm. Bởi vì trong nghiệp, ý, khẩu và thân, ý là cốt lõi. Sư cô hỏi một cái cô đã lớn tuổi rồi, gần 70 tuổi rồi, có nhiều thứ trong gia đình không thoát được, rất là tế nhị, khó nói. Sư cô hỏi cô vậy: cô, khi cái người cha của cô hoặc người anh trai, em trai của cô đã nắm lấy cái bàn tay của cô trong bao nhiêu năm xa cách như thế, ôm cô trong lòng, cảm giác đó như thế nào? Và cái người tình cũ của cô khi cô gặp lại đã nắm một cái bàn tay mà ôm ấp cô như vậy, thì cái cảm giác nó như thế nào? Cô phân biệt được không? Cô nói được. Thì sư cô mới nói nếu cô phân biệt được, cô thoát. Bởi vì nơi cô sẽ tỏa ra, cái tình đó là cái tình thương chân thật, nó nói là một cái thiện hỷ, nó khác. Còn cái nam nữ mà ôm ấp nó là tham hỷ, nó khác. Hai cái cảm thọ nó khởi lên, và cái biểu hiện đó trong cái nóng ấm của bàn tay mà nắm lấy tay nhau, hai cái cảm giác đó hoàn toàn khác biệt. Cô nhận được, cô thoát, chỉ cách thoát cho cô. Tất cả chúng ta đều biết mà, đâu riêng một người. Như vậy tại sao mình không dùng cái khả năng cảm nhận của mình để biết rằng cái đối tượng đang hành hạ mình nó là tỏa ra một cái năng lượng gì, nó đem đến cái cảm thọ gì? Tại sao mình che khuất mình đi? Tại sao mình che kín lại vậy đấy? Để rồi tất cả những cái sai lầm mình đó đưa đến cái cõi khổ. Từ những cái cõi khổ này mình tiếp tục mình che đậy nữa, để mình rơi vào trong cái tâm tối này, ai cứu mình ra? Thì sư cô nói là trong những cái cõi súc sinh, quỷ khổ và Atula, có người đi con đường thiện, có người đi con đường khốn khổ mà. Sai vẫn tiếp tục sai mà. Và để cho nó đi xuống tới cái chỗ thấp nhất là cái địa ngục đây đó, rồi mới chừng nào mới có thể sáng ra được, nói đi. Chừng nào những cái ảo ảnh trong tâm của mình nó rơi xuống đây, nói đi. Trong tất cả những cuộc hôn nhân và cái mối quan hệ nam nữ đó, cái thiện duyên nó ít, nhưng mà cái ảo ảnh rất nhiều. Cái ảo ảnh nó bắt nguồn từ nơi mình trước, với một cái đối tượng. Mình á, từ nơi đây mình phát sinh ra, mình phát sinh ra những cái sắc màu. Rồi mình nhìn nó, mình phủ lên nó những cái màu sắc. Do mình muốn như vậy, do mình thích như vậy, do mình nghĩ là như vậy. Giờ mình đưa người này lên cái bệ thờ, và mình phủ phục xuống cái bệ thờ này, để mà mình, chính mình đó, dìm mình xuống, chính mình che khuất mình lại, và để mình đi trong cái dũng bùng của sự đau khổ. Không có nguôi được đâu. Thể xác này chúng ta chỉ đi với nó có một kiếp thôi, nhưng tất cả những sai lầm của chúng ta đi không biết bao nhiêu kiếp. Chúng ta cứ chờ đợi một ai đó cứu chúng ta. Không đâu, không đâu. Chư Phật, chư Thiên là một cái năng lượng lành ở trên cao. Nó chỉ có thể nối với năng lượng lành mà thôi. Nó không thể nối ở đây. Không thể nối ở đây. Và đó lại là một cái mà để sư cô nói với quý vị rằng tại sao khi một người xuất gia bưng cái bình bát đi khất thực, mà cái người muốn cúng dường cái vật thực này phải quỳ xuống để nâng lên. Đây là nối kết của một pháp thiện. Đây không phải là cho những kẻ khốn khổ thiếu phước đức, mà đây dâng cúng lên một cái
một cái săn gác có phước hơn mình. Đó là cái điểm khác nhau giữa cái chuyện chúng ta bố thí và cúng dường. Cái chuyện chúng ta nối kết cái này. Để khi đó mà chúng ta đã chìm trong cái bóng tối thì có một cái hình ảnh nào đó, một cái tấm gương nào đó, một cái lời nói nào đó nâng chúng ta lên, để chúng ta mở sáng trong chính tâm mình và chúng ta thoát. Chỉ cần chúng ta câu thông được thôi, chúng ta đã vốn có một cái ngọn đèn rồi. Bây giờ chỉ cần có câu thông thôi thì nó thắp sáng tất cả những phần thiện và thiện trí của mình, thì mình thấy con đường đi. Không có ai cho mình cả. Đó là sự nối kết giữa năng lượng lành này với năng lượng lành khác. Một năng lượng lành lớn hơn và cái năng lượng lành nhỏ này đã được ngoi lên. Chỉ có vậy mà thôi. Nó hoàn toàn là thực tế. Nhưng chúng ta không hiểu hết thì chúng ta coi như sự nhiễm màu. Mà nhiễm màu cũng đúng thôi, bởi vì nó có sự câu thông trong các cái cõi này. Nó giao lưu từ nhân quả ở đây, nhân quả ở đây. Nó nối kết trong cái đời người này, nó có đầy đủ hết. Và cái phần tiếp theo đây đó là sư cô sẽ giảng trong cái phần quỷ khổ này nè. Nó sẽ xâm nhập vào cái đời sống con người ra sao để chúng ta thấy rõ. Khi mà chúng ta biết rằng là cái nhân quả nó đi trong 11 cõi này, nó giao lưu với nhau, trừ cái cõi địa ngục ra thì 10 cõi này nó giao lưu với nhau. Để chúng ta biết rằng là tất cả những việc làm chúng ta đúng, chúng ta đều có thể tiếp nhận cái quả lành của nó. Và tất cả những việc làm sai ác của chúng ta thì chúng ta vẫn tiếp nhận chứ không thể che giấu được. Biết bao người giết người ta, dìm xuống mương, dìm xuống nước, dìm trong cái bụi cây, đi chôn, đi đào dưới hầm nhà, vân vân. Người ta nghĩ người ta che được không? Khi nó chết rồi, nó thành ma, nó vẫn nối kết được. Nối kết được hết, không có cái gì che giấu được hết. Và cái nhân quả nó sẽ quả báo, nó trổ sanh y như là trong cái luật. Nó có thể trổ sanh trong hiện kiếp, nó có thể trổ sanh trong kiếp tới, nó có thể trổ sanh bất cứ lúc nào, đầy đủ điều kiện nó sẽ trổ sanh. Và bây giờ chúng ta xem, nói một cách tổng quát về cái các cái cõi mà chúng ta sẽ sống, và chúng ta sẽ sống với ai, ai là cái người chủ tướng của mình thì chúng ta cần biết rõ. Khi mà trong cái thế gian này đó, dục giới này là chúng ta làm người, mà những cái pháp thiện và cái thiện tí chúng ta tăng trưởng thì chúng ta hiểu đây là con đường của chư thiên. Chư thiên dục giới, chư thiên sắc giới, chư thiên vô sắc giới. Và như vậy đó, cái người mà cai quản chúng ta là ai? Rồi cai quản chúng ta là chư thiên và chư Phật. Tức là chúng ta ở trong cái vòng tay của chư thiên và chư Phật. Còn khi mà chúng ta rơi vào trong cái khổ cảnh này đó, thì chúng ta ở trong vòng tay của ai? Chủ tướng chúng ta là ai? Đó là ma rá, mà chúng ta còn gọi là ác ma, còn gọi là ma dương. Và ác ma và ma dương này, như chúng ta biết đó, là nó là biến chuyển không ngừng. Tức là một ma dương này cũng có thể hóa thân thành Đức Thích Ca Mâu Ni được. Là hình tướng nào nó cũng hiện ra được hết. Và nó cai quản thần dân của nó. Hôm nay chúng ta nghe một cái đoạn kinh ngắn mà nó nói về Mara. Và sắp tới trong những bài tới đó, thì sư cô sẽ dẫn chứng trong kinh điển để cho quý vị thấy cái tầm hoạt động của Mara này trong cái phạm vi mà nó cai quản này. Đây là thế giới cai quản. Nói cho vui vui á, thì giống như mình ở trong cái đất nước, cái xã hội của mình á, nhưng mà mình rơi vào cái xã hội đen. Mình chịu sự khống chế của xã hội đen, chứ mình không có phải là nằm trong cái hệ thống của minh quân. Mặc dầu là mình ở trong cùng một cái đất nước, nhưng mà có người nằm trong sự khống chế của xã hội đen, có người nằm trong cái xã hội của minh quân. Hai cái này nó khác nhau. Vì vậy đó, cái trong cái các cái cõi đó, thì chúng ta thấy các cái cổ cõi này đó, thì cái người thống lĩnh này á, là ma rá, còn gọi là ma vương, còn gọi là ác ma. Và chính nó
là nó sẽ quậy trước để cho mấy người này đó là coi như cái thấy cái chuyện đó là chuyện bình thường làm theo. Và nó luôn luôn nó đi giành giật lại trong cái thế giới chư thiên và chư Phật này, nó luôn luôn nó giành giật lại. Cho nên quý vị thấy không? Cái khi mà Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề đó thì nó cũng đến quấy phá. Khi mà Đức Phật hành đạo thì nó cũng muốn Đức Phật ra đi cho rất nhanh. Để làm chi? Để không có người mà đi vào trong thế giới của chư thiên và của chư Phật mà phải ở trong cái gọng kiềm này. Và lạ lùng thay đó, con người ta vì thích cái dục lạ ở trong cái thế gian này mà người ta đi vào con đường này rất dễ dàng. Cho nên binh chúng của ma vương rất nhiều chứ không phải là ít. Chúng ta nhớ đó là khi cái ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên là được nghe cái pháp và được nhập vào dòng thánh thì rất là vui mừng, cho nên về mới thỉnh thầy này để đi theo Phật. Thì ông thầy cũng có nói như này là tất cả những cái người có trí tuệ đó thì mới đi theo Phật, đúng vậy không? Thì hai người đệ tử này nói đúng vậy. Như vậy người trí tuệ ít hay là cái người thiếu trí tuệ nhiều? Thì hai ông này mới nói là người có trí tuệ ít mà người thiếu trí tuệ nhiều. Thì ông mới nói như vậy đó, đệ tử của ta là những người thiếu trí tuệ đông hơn, mà ta thống lĩnh cái đám này thì tại sao ta lại phải về làm một cái người thiểu số trong thế giới của chư Phật? Thì thấy chưa? Thì rõ ràng cái người mà thiếu trí thì nhiều hơn là cái người có trí. Vậy người có trí thì theo Phật. Thế gian này cái người giữ giới để được tái sanh về cõi trời, hành giới để tái sanh về cõi trời thì ít, mà cái người đó coi giới như không có gì hết, tức là coi cái chân lý về mặt tâm linh đó, coi như là cái chuyện đó là chuyện nó vui cho biết, cho chơi vậy thôi, nó đùa vậy thôi chứ không có vấn đề gì cả, hoặc là để hù dọa thôi chứ không có hoàn toàn nó không có cái gì hết. Và người ta cứ tha hồ mà tạo tất cả những gì trong cái ý muốn của người ta, thì quý vị thấy rõ rồi. Cho nên hiểu biết cái quy luật của nó không có đơn giản đâu. Này quý vị, này người ta thiết kế một cái phòng học của mình thì cái người kiến trúc sư người ta phải tính rằng cái bàn với cái ghế người ngồi giảng phải cao bao nhiêu, và cái người mà ngồi ở dưới này để nghe thì cao bao nhiêu, cái tấm bảng này nó phải cao bao nhiêu để mà cái tầm mắt nó mới nhìn đúng. Chứ không phải rằng là muốn cái bàn trên này cao bao nhiêu tùy ý, mà dưới này muốn cao bao nhiêu là tùy ý, không có chuyện đó. Tất cả nó đều có luật lệ của nó hết. Vì thấy người ta làm một cái cửa sổ đây này đó, mà cái hoa văn mà ta tính vậy đó là nó phải tính trong một cái tỷ lệ tầm ngắm như thế nào để mình nhìn vô là ai cũng phải xác định rằng làm như thế này là duyên dáng. Chứ còn tất cả những cái này nè quý vị cứ đem đi với tự xáo trộn đi, ta nhìn vô ta nó rối quá, coi không được. Nó có luật của nó hết. Mình biết hay không biết là chuyện của mình, nhưng khi mà cái người thực hiện nó đều biết là có luật hết. Nó có luật hết, đi bất cứ cái chỗ nào nó cũng đều có một cái quy luật của nó hết. Thì tâm linh nó có cái quy luật của nó. Rồi khi cái người hiển lộ được cái quy luật đó ra, nó gọi là cái phát hiện được cái chân lý về mặt tâm linh. Còn chúng ta không chịu học, không chịu hiểu, không chịu nghe là quyền của mình. Và cái giá mình phải trả đó là mình phải đi theo những cái người mà người ta không đi con đường trí tuệ. Đó là ma vương. Nó thông lắm. Bây giờ chúng ta nghe một cái câu chuyện về ma vương mà nó lên là coi như là nó đi lên để mà nó quậy phá một cái người mà có cái gọi là cái đức hạnh, là cái người giữ giới, là cái người biết cái con đường tiến hóa của mình, để cho mình thấy đầu tiên là nó có cái nhân quả nó kết nối trong cái thế giới đau khổ này đây, mà cái người chủ tướng của nó là kết nối với cái thế giới con người. Rồi lần lần chúng ta sẽ học những cái gì khác nữa. Đó là cái câu chuyện về ma vương. Mà cái người đầu tiên là cái người gia chủ này đó, gọi là Sura Ambatha.
Đó, chúng ta nhớ chữ này thì cho nó dễ, tức là Sura. Thì cái người này cái thời mà Đức Phật liên qua đó, Đức Phật này gọi là Padumuttara. Thì cái thời này đó là cái vị này đó là một cái vị trưởng giả. Và khi mà Đức Phật có khen tặng một cái người thiện nam á, là đây là một cái người mà có một cái niềm tin đối với Tam Bảo đó là rất là mạnh mẽ, rất là cao, cho nên gọi là đây là một cái thiện nam có đức tin tối thắng. Cái từ đó là vậy, được tán dương như vậy. Thì cái vị trưởng giả này nghe xong thích quá, thích là mình cũng là một cái người thiện nam mà có một cái đức tin đối với Tam Bảo tối thắng. Thì người nó mới suy nghĩ hoài, thì cuối cùng nó mới là thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đó để cho vị này được cúng dường 7 ngày. Và sau 7 ngày đó thì vị này mới quỳ lên, mới đảnh lễ với Đức Phật. Thì với cái tâm trong sạch mà con suốt 7 ngày để mà dâng cái gọi như thực phẩm và tất cả những cái thứ cần dùng khác lên để cúng dường Đức Phật và cho Chư Tăng. Thì con có một cái niềm mong ước rằng đó là con cũng sẽ được có một cái niềm tin tối thắng. Thì Đức Phật này mới là giống như xác chứng cho vị này, thọ ký cho vị này là trên cái con đường tu tập về tâm linh đó, thì vị này đến một lúc nào đó sẽ được một cái vị Phật. Vị Phật đó là đấng toàn giác, là coi như xác chứng rằng đây là một cái vị thiện nam mà có đức tin tối thắng. Thì vậy là trải qua cái đường luân hồi đó cho đến cái thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì vị này cũng đi cái con đường là bố thí cúng dường giữ giới như thế. Thì vị này mới gặp lại Đức Phật. Lúc đó, đó là cái vị trưởng giả này đó sanh ra ở cái thành Sa Phát Thí. Và khi mà đến nghe Pháp và cúng dường cái vị Phật này đó thì người này có cái niềm tin. Một hôm đó là Đức Phật có đến cái trú xứ của cái vị này. Thì vị này khi mà lần đầu tiên mà trông thấy Đức Phật đó, thì vị này tự nhiên nó phát sinh một cái lòng tôn kính và mới thỉnh Đức Phật vào nhà và cúng dường. Thì Đức Phật biết là cái duyên của người này đã tới, cho nên là Đức Phật giảng một cái thời pháp đa dạng. Trong cái thời pháp đó, đầu tiên là Đức Phật giảng về bố thí, về cúng dường cho cái người thí chủ này nghe. Và sau đó là Đức Phật giảng về cái phước báu trên cái cõi trời. Rồi Đức Phật giảng về cái sự ô nhiễm khi mình thọ hưởng tất cả những cái dục lạc do phước báu của mình. Và cái phước lớn nhất là cái phước mà chúng ta sẽ xa lìa, tức là ly dục, xa lìa hết tất cả những cái dục lạc đó. Thì vị này nghe xong đó là nhập vào dòng thánh. Và sau đó thì Đức Phật rời khỏi cái tư gia của người này. Thì khi mà Đức Phật vừa rời khỏi cái tư gia người này đó, thì lúc đó là ác ma chứng kiến, tức là ma vương chứng kiến. Ma vương mới nghĩ thế này: cái người này đó trước nay đó là chỉ làm cái việc bố thí rồi cúng dường, rồi cũng cho những cái vị mà cũng như là ở những cái tôn giáo khác thôi, chứ chưa hề gặp được Đức Thế Tôn như thế này. Mà hôm nay mà cái phước người này gặp Đức Thế Tôn, người này chắc chắn là sẽ theo Đức Thế Tôn luôn. Và bây giờ đây là cái thời gian mà còn kịp lúc đó để ta giành lại cái dân số của ta. Cho nên là ác ma mới quay trở vô. Thì khi mà ác ma đến cái nhà này đó, thì ác ma mới giả dạng là hình tướng y như Đức Thế Tôn, và cũng bưng bình bát, cũng là thông dong mà quay trở lại. Thì cái vị này nó lúc đó đã nhập vào dòng thánh rồi. Thì vị này rất lấy làm ngạc nhiên, nhưng mà vẫn thỉnh rước vào, rồi mới quỳ xuống đảnh lễ, mới nói là: bạch Đức Thế Tôn, ngài là đấng toàn giác, mà khi ngài đi ra mà ngài trở lại thì chắc là phải có cái nhân gì, cái duyên gì mới trở lại đây. Thì Thế Tôn giả mới nói thế này: đúng như vậy, lúc nãy ta giảng cái bài pháp cho thí chủ đó, thì có một chỗ ta chưa có nói kỹ, bây giờ ta nói kỹ hơn. Thì cái lời nói kỹ của ta đó là cái
cái lúc đó là khi mà ta giảng về về cái lúc ta giảng á, thì ta giảng năm uẩn. Năm uẩn tức là sắc uẩn là thuộc về thân đây nè, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn đó là thuộc về tâm. Thì ta giảng là cái này đó, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Nhưng mà thật ra đó là không phải tất cả năm uẩn đều như vậy hết, mà có khi á nó là thường, lạc và ngã, ta thiếu chút xíu đó thôi. Thì cái vị cư sĩ này đã là cái bậc thánh rồi, đã nhập vào dòng thánh rồi, cho nên là vị này nói không bao giờ một cái chân lý mà nó lại có như vậy được. Cho nên vị này định hình biết rằng đây là có một cái người giả mạo nói như vậy, cho nên là vị này mới nói này: này Ma Vương, nhà ngươi không có thể qua mặt ta được. Đức Thế Tôn chưa bao giờ giảng một lời pháp nào mà có sự sửa lại cả. Lời của Đức Thế Tôn là khuôn vàng thước ngọc. Lời Đức Thế Tôn là cái trí tuệ toàn giác, không có một chỗ nào sơ sót cả. Ngươi chính là Ma Vương. Thì Ma Vương lúc đó là biết là không chịu được rồi. Với lại cái lực của một bậc thánh khi nói ra nó không phải là lực của người thường, cho nên là Ma Vương hiện hình ra liền mà nói đúng, chính ta là Ma Vương đây. Và khi mà Ma Vương mà hiện ra như vậy đó thì mới nói nè, thì cái lúc đó, đó là hiện nguyên hình ra rồi nói, thì cái vị gia chủ này nói: này Ma Vương, ta không bao giờ thoái chuyển cái lòng tin đối với Tam Bảo cả. Dẫu ngươi có thiên hình vạn trạng gì đi nữa, thì giờ đây ta đã biết thế nào là Tam Bảo, ta không thối chuyển lòng tin. Thật ra cái câu này đó chính xác đó, thì phải nói rõ nè, cái khi một vị đã nhập về dòng thánh rồi đó, thì tất cả những gì thuộc về chân lý tâm linh nó đã xuất hiện rồi. Do cái tu tập nhiều đời nhiều kiếp mà cái phước báo bây giờ gặp Đức Phật khai mở ra một chút xíu á, thì tất cả nó giống như bây giờ nó đã trổ cái đóa hoa đó rồi, không thể nào mà nói rằng nó không trổ hoa được. Thành ra với cái năng lực của một cái vị thánh đó, thì những cái chân lý về tâm linh đó, ai nói sai khác biết liền. Thành ra Ma Vương, nhà ngươi không có thể nào mà mắt ta được. Thế là sáng hôm sau đó là cái vị này mới đến tinh xá của Đức Phật, quỳ xuống mới bạch lên với Đức Phật y như cái chuyện đã xảy ra vậy. Thì trong giữa tứ chúng đó, Đức Phật mới nói rằng: ta xác chứng đây là một cái thiện nam có cái lòng tin đối với Tam Bảo tối thượng, và vị này được cái phước báo đó, từ đó tu tập cho đến khi thành một cái vị Phật, thì vị này được cái Đức Phật đó là coi như là tán dương rằng là một cái vị thiện nam có cái niềm tin đối với Tam Bảo là đạt được cái mức độ tối thắng. Thì qua cái câu chuyện này đó là chúng ta thấy rằng như vậy là cái công việc của Ma Vương là cái công việc của si ám, của cái lỗi lầm, của cái tội lỗi, của cái con đường mà nó sai lắm rồi. Thì cái đó là Ma Vương càng ngày càng đưa cái dân số của mình nó càng tăng lên. Và cái dân số mà Ma Vương tiếp nhận nhiều nhất là trong lạc thú của thế gian. Để quý vị cứ nhìn đi ha. Thí dụ như á, là mấy hôm nay Phật tử đến chùa Cô Sư Cô đều nói là lẹ lẹ phải đi về, là bởi vì đá banh vậy đó. Thì thế nào một chút á, là cái ngoài đường đó mà thắng hay thua gì nó cũng sẽ gây ra một cái trở ngại về giao thông dữ dội lắm. Thì Sư Cô mới nói, hỏi chứ có phải vì người ta vui quá người ta làm vậy không? Thì cái người đó mới trả lời là: vui cũng có, buồn cũng có. Vui được khi thắng, buồn là khi không thắng. Thì Sư Cô mới nói đó là một cái giải trí. Nhưng ngày hôm nay nó có phải là một giải trí lành mạnh không? Mà chúng ta chờ đợi á, sau cái thắng thua này đó thì ăn cướp ăn trộm nó nổi lên, gia đình tan nát, tự tử cũng có, đủ thứ hết. Thì như vậy từ cái giải trí lành mạnh này mà nó đưa vào cái con đường á, của ác ma, thì chúng ta thấy cái phần này nó đã xuất hiện rồi. Cho nên nó bôi bẩn hết tất cả những cái gì mà tốt đẹp á,
thì ác ma phải bôi bẩn hết để cho ác ma mới kiếm thần dân đó. Như thế không? Quý vị đi ra chỗ cái chỗ giường tao đàn đó, vào cái dịp gần Tết á, thì quý vị thấy một cái trò chơi không thể tưởng tượng được. Đó là ta nuôi những con chim hoàng oanh á, là những con chim mà nó nổi tiếng, nó vừa đẹp, nó vừa hót hay. Là cái đó là cái tốt lành, cái đó là cái mình phải nói là giải trí lành mạnh. Giờ quý vị ra coi á, sau khi cái chuyện đó xong rồi thì nó có một cái trò chơi thứ hai của dẫn những con chim hoàng oanh đó. Không biết nó kích thích thế nào mà nó mở cửa lòng, nó cho đá nhau cho tan nát hết rồi cá độ. Quý vị đi rồi quý vị. Thì quý vị thấy không? Khi mà những con chim hoàng oanh mà nó hót á, mà nếu người ta để nó bay đến cái cây, một cái khu vườn, là vì khi nó đến đó, cái chỗ đó nó phải có cái điều kiện về mặt thanh tịnh và an toàn cho nó, tức là bình an, thì nó mới tới đó nó hót. Nhưng con người ta đó đã bắt giam nó rồi, thì quý vị con đường đó thấy con đường của ác ma chưa? Bắt giam người ta vô. Mà trong cái cảnh khổ đó người ta vẫn hót, mà mình không hiểu người ta hót gì, buồn hay vui thì chưa biết, nhưng người ta vẫn hót để cho nghe. Nhưng mà chưa đủ, bây giờ bắt những người nghệ sĩ đó phải thành võ sĩ thì mới vừa ý mình. Quý vị thấy con đường của ác ma chưa? Rồi ác ma nó dẫn nè, cá độ ít thì nó ăn trộm cắp ít, nhà gây lộn ít, mà cá độ nhiều thì ăn trộm cắp nhiều, thành ăn cướp, rồi là gia đình tan nát, rồi tự tử cũng nhiều. Quý vị thấy con đường của ác ma chưa? Con đường ác ma là cái con đường nó che lại cái trí tuệ về tâm linh để người ta đi vào cái con đường dục lạc. Mà con đường dục lạc đó thường nó là nằm trong cái phần ẩn khuất xấu xa của con người. Bây giờ nó được mở rộng ra, nó được công khai, nó được mở rộng ra. Quý vị thấy là trên thế giới người ta tranh cãi nhau cái gì? Mại dâm có cấp giấy phép hay mại dâm không được cấp giấy phép? Cái xấu nó được chập chờn, nó vừa che giấu vừa hiện ra, hay là được phép công khai? Và cái sự tiến triển của nó cũng khác nhau vậy. Có người làm mại dâm vì hoàn cảnh, có người làm mại dâm vì đua đòi, cần tiền nhiều thì cũng làm mại dâm. Có người vừa ưa thích mại dâm. Nhưng ngày hôm nay đó, cái nghề đó nó được đào tạo dữ lắm. Hồi xưa đó người ta đào tạo là cầm kỳ thi quả, rồi tất cả những cái cách thức quan hệ nam nữ được đào tạo. Nhưng ngày hôm nay nó cái đó nó cũng không là vấn đề. Mà ngày hôm nay đó, một người mà làm mại dâm cao cấp đó phải tốt nghiệp đại học, phải am tường về chính trị, thời sự, kinh tế, xã hội, và đương nhiên là cầm kỳ thi quả cũng biết luôn. Và khi mà tiếp nhận một cái người khách đó, nó lịch sự hơn, bởi vì nó cũng có chỗ ở khang trang, và có đôi khi nó cũng là một cái không khí gia đình. Và đặc biệt là khi thí dụ như cái người này họ kinh doanh về cái ngành gì, ví dụ kinh doanh về vấn đề mà dừa chẳng hạn, thì cái người đó phải am tường về dừa, nước nào, địa lý nào về dừa sản xuất ra làm sao, làm gì, hiện nay trên thế giới đó là cái nguồn này sử dụng vào cái gì, xuất nhập khẩu bao nhiêu, được đào tạo đầy đủ, và cái giá nó rất cao. Thì quý vị thấy con đường của ma dương chứ, nó mở ra thiên hình dạng trạng. Nhưng mà cái nó nằm trong cái chỗ nào? Nó nằm trong cái chỗ để người ta được hỷ lạc. Cái hỷ lạc đó người ta không nhìn ra, đó là cái tham thọ hỷ nó nằm ở đây. Con đường nó suy thoái. Vì thấy không? Bây giờ casino được mở khắp nơi. Và khi casino xuất hiện ở nơi nào thì nó không có chỉ riêng có đánh bài mà thôi. Nó lôi kéo theo nhiều cái thứ tệ nạn xã hội khác tiếp theo. Thì đấy con đường của ma vương, nó đi bằng nhiều cách. Bây giờ mình nhìn Việt Nam mình đi tới đâu cũng thấy quán nhậu, đó là đường dẫn của ma vương. Đi đâu cũng thấy. Và bây giờ đó người ta xử lý mọi vấn đề đó
nó không còn có một cái gì nó gọi là cái thanh lịch và cái tao nhã nữa. Đụng ra là đánh, là chém, là giết, là chửi. Và nam nữ ngày nay đó, khi mà có một cái mối quan hệ để mà đi đến cái chỗ kết thân hơn nữa đó, nó cũng thiếu cái sự tao nhã rất là nhiều. Quý vị nhìn bán cái xe thì cái xe nó ngồi ở đằng sau nó phải nhủi rồi trước, nó là tà dâm rồi, thì làm sao mà biểu cái mối quan hệ nam nữ mà nó còn có thể giữ được sự tao nhã chứ? Cái sự xúc chạm nào nó cũng gây nên cảm thọ cả. Mà những cảm thọ đó, những cảm thọ gì? Những cảm thọ thấp nhất, nó không khởi lên ở phần trên. Quý vị nhìn đàn bà con gái thích mặc áo khoét cổ, mặc sát vô, hở chỗ này, hở chỗ kia, hở chỗ nọ, cái quần đưa lên trên để khiêu khích cái gì? Khiêu khích cái phần dục lạc hạ tiện nhất. Còn một cái người mà người ta muốn cho cái người đối diện của mình, nhất là nam giới, mà nhìn mình á, để mà thấy rằng đây là cái sự thùy mị, cái sự đoan trang, cái sự phúc hậu, để ta thấy đây là hình ảnh người mẹ anh ta, hình ảnh người chị, người em của người ta, thì cái hàng đó là hàng hiếm. Còn cái hàng mà để kích thích cái hạ tiện nơi con người ta thì nó đầy dẫy rồi. Và đó chính là con đường của ma dương. Chính là con đường của ma dương. Bây giờ mình nói làm sao khác hơn? Cho nên tất cả những con đường đưa đến dục lạc, và tất cả những cái mà chúng ta sinh hoạt trong cái xã hội đó, dẫu chúng ta biết hay không biết đó, thì chúng ta sẽ thấy con đường của nó đi là con đường hướng thượng hay con đường hướng hạ rất rõ nét, không có sai khác chỗ nào. Chứ cô thấy đó, một người trí thức là thấy có một người nói một người thôi, tự nhiên cái tóc vậy cứ uống xoắn vô như này. Chứ cô có nghĩ là ủa lạ quá ha, mình làm cái ngành nghề nó đâu có đi vào cái chỗ này mà sao phải làm vậy, không? Ăn mặc thì bắt đầu hở hang ra, môi thì đi xăm đi kéo sao cho nó trề trề ra. Mình hỏi cái tóc đó với cách ăn mặc này, cái cách trang điểm này, nó gợi lên cái gì? Nó gợi lên cái phần ô trọc nhất của con người. Mà mình là cái người làm một cái ngành nghề, nó không dính vào cái đó. Bản thân mình được đào tạo, nó không dính vào cái đó. Mà tại sao nó khởi lên? Bởi vì cái sự hiểu biết của ma dương là cho rằng dẫu mình ở cái lứa tuổi nào đi nữa thì cái sự quyến rũ đối với nam giới mà thành công có nghĩa là mình được tự tin nhiều hơn. Tôi thấy cái dẫn dắt của ma dương. Và sư cô nói cái người nữ đó bị che khuất và khờ khạo cho đến đổi này, không thấy sự linh động là phước báu, mà lấy cái sự cố định, cái sự không thể sửa đổi được là phước báu. Bây giờ cái chân mày đây nè ha, muốn vẽ màu nào cũng được, muốn vẽ lên được, muốn vẽ xuống được, muốn mỏng cũng được, muốn dày cũng được, không muốn đi xăm, xăm có một đường duy nhất thôi. Bây giờ cái môi này nè, bữa nay á, bận cái bộ đồ này, muốn thoa cái màu hồng rồi thoa, mai muốn thoa màu sậm rồi thoa, mốt muốn thoa màu gì cũng được, rộng cũng được, mà hẹp lại cũng được, muốn thoa cho mâu nhỏ là cũng được, mâu dày cũng được, không, xăm lên, chết đứng một trận. Và chỉ cho quý vị xem nha, những người nào nữ mà xăm con mắt nè, xăm môi thôi chưa kể mấy mấn khác nha, đến khi mà cạo đầu xuất gia nhìn sợ lắm, sợ vô cùng. Vậy nó đẹp ở chỗ nào? Vì nên nhớ đây là con đường của ma dương. Nhớ nha, sư cô nói câu này trong lớp nhiều lần. Không có sắc nào quyến rũ người nữ cho bằng sắc người nam. Không có sắc nào quyến rũ người nam cho bằng sắc người nữ. Tất cả những sự làm đẹp với nhiều hình thức khác nhau, nó là cái tiếng gọi của sự gieo giống, của sự nối dòng cực kỳ mạnh, và nó thu hút như vậy. Nhưng chúng ta không nhìn ra cái chân lý đâu.
và người ta đặt tên nó là tình yêu. Nhưng là nó là cái sự thu hút đó là đứng hàng đầu. Cho nên nam có cách chưng diện của nam, nữ cách chưng diện của nữ để thu hút lẫn nhau. Nhưng mà cái dòng giống nào á, mà nó thuộc vào cái dòng giống á, mà nó đi lên á, thì nó không đi vào con đường hạ tiện. Người nam có cái tài năng của mình và có cái phong cách đàng hoàng đứng đắn của một người nam, quả là một đấng trượng phu. Còn cái người nữ nó có cái cung cách của một người thục nữ. Còn ngoài ra nó đều là hạ tiện hết. Như vậy khi nó nối cái dòng giống đó, thì cái dòng giống nào mà để nó đi lên thấy rõ với cái dòng giống hạ tiện thấy rõ. Tại mình không dám nói, mình không dám phân tích, mình không dám nhìn thẳng vào vấn đề. Chứ mình nhìn thẳng ra mình thấy rõ nét. Vậy thấy không? Sư tử mà có con ăn cỏ, con đó ăn thịt. Thấy không? Đó. Ngay cả cái loài đó nó cũng vẫn chia phần đó đàng hoàng, thì con người cũng như vậy thôi. Đấy, thế giới của chư thiên đây là cái thế giới của cái sự giữ giới và hành giới. Rồi tất cả những cái phát triển nó đều đi trên cái căn bản này. Còn cái con đường này con đường dục lạc, bằng nhiều cách, nhiều thứ, nhiều hình thức khác nhau. Chúng ta cứ thử nhìn kỹ đi, rồi chúng ta sẽ soi sáng lại mình, xem mình chập chờn ở cái chỗ nào. Cứ nhìn trong cái áo mặc, nhìn cái cách trang điểm, đặc biệt là vấn đề y phục, nhìn biết được. Không có sai chạy vào đâu, không thể nào được rồi. Bởi vì sư cô mới nói này, thầy Trí Quảng á, cái chánh điện của thầy không mặc áo giới không có vô lễ Phật được. Sư cô nói thầy rất đúng, và đó là cái tấm gương sáng mình nên theo thầy. Vì đó nếu không nghiêm khắc như thầy đó, thế nào cũng có chuyện. Bây giờ một cái vị tăng đây với lại cái như người thí chủ đây, mà cái cách ăn mặc của người thí chủ không thể nào nơi đây không có gợn. Và như vậy người Phật tử đi vào chùa giúp cho cái người xuất gia giữ giới, hay tạo cái điều kiện để người xuất gia đó gợn lên những cái phạm giới. Mình nói gợn lên thôi, rồi cái đó đúng hay là sai. Vào trong chùa cái cách ăn mặc ngoài đường phố khác, cách ăn mặc trong chùa khác. Hai nữa, khi chúng ta bước vào chùa đó, chúng ta nên nhớ trước là chỗ chánh điện có chư thiên, và sau nữa là những cái hương linh, cái tu tập ở đó chấp nhận mình không. Bởi vì khi chúng ta biết rất rõ rằng trong cái cõi này nè, ma quỷ này không phải ai cũng khốn khổ đâu, có những người ta tu, vô chùa ta tu. Còn mình gửi cái dông cái cốt của ông bà cha mẹ mình, người thân mình vào trong chùa là mục đích để tu, để đi cái con đường thiện, và cái con đường đó để được tái sanh làm người. Như vậy những người đó có chấp nhận không? Khi mà mình ăn mặc đó là nó đi vào cái phần thấp kém để mình đi vào trong cái chỗ tâm linh, thì mình nghĩ là mình có tội có phước thấy rõ rồi. Cho nên sư cô mới nói là được như thầy Trí Quảng mới là quý báu. Và cái khó đó là để tạo phước cho người cư sĩ, chứ hoàn toàn không phải là hòa thượng khó khăn để làm gì cả. Phải đúng pháp, nó là như vậy đó. Mà đúng pháp hơn nữa đó quý vị, đi qua bên Đài Loan đó ha. Sư cô chưa đi, nhưng mà lúc sư cô học bên Ấn Độ đó, thì những vị đi bên đó về có nói cho nó có một cái điểm rất đặc biệt ở đó, là tất cả những cái giải dốc gì mà đã bán sản xuất ra cho chư tăng ni thì không có bán cho bất cứ một người cư sĩ nào trong bất cứ hoàn cảnh nào hết. Chứ không có phải mà lấy cái phẩm phục của cái người xuất gia đó mà ai bận cũng được, mai cho ai cũng được. Thì cái đó là cái rất là đúng, mà không phải nước nào cũng làm được, mà không phải ai cũng làm được. Nhưng mà cái đó là cái rất đúng. Cho nên là ở Việt Nam mà thầy Trí Quảng mà làm được cái chuyện đó là cái rất đúng. Và cái người Phật tử cũng nên nương vào cái chỗ đó, hiểu được cái chỗ đó để tạo phước cho mình thôi. Chứ rồi đừng có nói người ta khó quá, chấp quá. Không có chấp đâu, không phải chấp đâu. Mình chỉ có thể đứng ở bên ngoài cái chánh điện đó, xá lại vô thôi, chứ còn vô chánh điện là phải trang nghiêm. Cái điều đó rất đúng. Quý vị nên nhớ rằng trong luật
mà cái chánh điện ở đây phải cách xa bao nhiêu, có quy cách đàng hoàng là mới được, là coi như là thí dụ như bây giờ mình ho quá, mình khạc nhổ chẳng hạn, thì nó phải có một cái giới hạn nào đó, chứ không phải là chỗ nào cũng khạc nhổ được. Và một cái tử thi cũng vậy, mà ta đi khiên, mà đi ngang qua cái chùa đấy ha, người ta phải tìm cách tìm đường tránh chứ không dám đi ngang qua. Công lực có đó nha, cái này nên mình kỹ một chút thì đã, không kỹ một chút thì rất là khó. Cho nên cái con đường mà của Mai Dương là cái con đường đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy mà chúng ta không gọi tên nó được á, là thôi sao cũng được, khó quá thôi sao cũng được, buông xuôi. Và cái đó nó chính là si, nó chính là giải đãi. Người ta không có vận dụng để người ta biết cái chỗ nào là cái chính xác của nó, cái chỗ nào là tốt đẹp nhất, cái chỗ nào là phước báo nhất. Thôi kệ, sao cũng được, kệ, chút đỉnh. Nhưng chúng ta có biết rằng là một cái lỗ nhỏ này nè, nó làm cho chìm một cái chiếc ghe. Từ cái chỗ mà chúng ta buông thả, chúng ta dễ dãi vậy, nó sẽ đi tới cái chỗ đó. Cho nên là cái phước báo của mỗi người chúng ta đó, là trong tất cả mọi việc làm, từ cái việc thường nhất của thế gian cho đến việc tu tập đó, là cái con đường của chúng ta đó, là cái con đường nó phải tiếp nhận với cái đúng, tiếp nhận với chính xác, tiếp nhận với chân lý. Cái con đường tiếp cận của nó phải tiếp cận cái này. Còn ngày hôm nào á, ngày nào á mà chúng ta còn buông trôi nó, kệ nó sao cũng được, kệ nó sao cũng được, kệ cũng được, thôi kệ nó, thì cái con đường đó là cái con đường mà chúng ta đang thụt lùi lại, để không có tiếp nhận với cái đúng, không có tiếp cận được với chữ chính xác, không có tiếp cận được với chân lý. Thì khi nó không tiếp nhận được, nó phải sai. Mà càng sai nữa thì nó đi đến lỗi lầm. Và nó sai đến mức không chịu đựng được thì nó điên đảo. Và ngày hôm nay, một cái điều đáng buồn xảy ra đó, là trường học đó, thầy cô giáo muốn dạy học sinh cho đàng hoàng không dám dạy. Sợ phụ huynh quá à. Mà cái gì nó ngăn lại vậy? Vì cái đồng tiền, sức mạnh của đồng tiền. Sư cô nói hồi nhỏ đi học, thầy cô giáo lúc nào đi cũng cầm cái roi theo, đọc bài cho viết, đi từ trên xuống dưới, đứa nào ngồi không thẳng lưng gạt xuống coi, đứa nào thẳng lưng không trúng, đứa nào khòm lưng trúng, vậy thôi. Đâu có đứa nào dám khòm xuống vậy cả, đứa nào cũng ngồi thẳng băng vậy thôi, là viết đàng hoàng, đâu dám. Cái tay cũng phải để lên đàng hoàng chứ đâu được để dưới này, phải để cái tay lên viết đàng hoàng, đầu cổ cho đàng hoàng. Tới bây giờ ra chơi, cô giáo biểu giơ tay lên, móng tay dài phải không, cắt. Cho nên nó là giữ được cái cột sống lưng, mà cột sống lưng là sức khỏe, giữ sự được đúng đắn, cái thiện lành, nó là cột sức khỏe về tâm linh. Con người ta lấy cái đường thiện là con đường chân chính, thì không nói đến sự thoái đoạn. Con người do sức khỏe, cái cột xương sống của mình được thẳng, được vững vàng, được cứng, không nói đến đau nhức. Còn khi nào nó có lệch qua bên, bệnh liền, đau nhức liền. Mà nếu như mình còn nhỏ mà thầy cô giáo của mình không kỹ lưỡng cái đó, mắt mình sẽ ra sao, lưng cổ mình sẽ ra sao, mình liệu có học được tới đâu. Cho nên ngày xưa người ta đi học rất rất ít, số người đi học rất ít, nhưng mà người thành tựu được rồi nó như cái hột gạo cội. Còn ngày hôm nay đó, tốt nghiệp đại học rồi làm những cái chuyện người ta ngẩn ngơ đi, làm cái chuyện khủng cho đến như thế này, là vừa đi làm điếm vừa đi học, làm gái bao. Và sinh viên nam thì cũng có thể sẵn sàng đi ăn cắp giặt, thậm chí đi ăn cướp. Thì đó là họ học xong để mà họ đầu quân vào trong ma vương mà thôi. Con đường của ma vương này nó đầu quân ngay từ khi nó còn là con người, chứ không phải để chết rồi nó xuống những cái cảnh này nó mới là ma vương. Và ngày hôm nay khi chúng ta không lạ rằng trên toàn thế giới này, tất cả những người trí thức khi mà đi vào con đường của ma vương thì
thì cái cánh cửa của nhà tù mở ra để đón họ. Dẫu họ quyền lực đến đâu, chức tước đến đâu, ăn học đến đâu, không cần biết, nhưng họ đi con đường ma vương thì cái pháp mà tại thế gian này, thì cái cánh cửa của nhà tù mở ra đón họ. Chúng ta thấy rất rõ, không có sai lạc chút nào cả. Đó là một cái chân lý mà chúng ta thấy rõ thì chúng ta thoát. Chúng ta không thấy rõ thì chúng ta không thoát. Bởi vì không ai dạy bảo chúng ta được cả. Kể cả cha mẹ mình đẻ ra cũng không dạy bảo mình được đâu. Mà mình bị cái gì dạy bảo? Mình bị những cái dòng nghiệp thiện và bất thiện của mình nó dạy bảo mình mà mình không có lắng nghe. Lúc nào mình cũng nghe theo nó, bởi vì mình ngỡ nó là mình. Trong khi đó chúng ta phải xem xét lại tất cả những gì mà nó khởi lên trong tâm của mình. Chúng ta phải xem lại nó là ai, thiện hay bất thiện. Và chúng ta đã chọn một con đường thiện. Vậy thì chúng ta có chồng có vợ, đi con đường thiện thì đi với nhau. Còn không phải đi con đường thiện thì chúng ta chọn con đường thiện một mình. Sư cô nhớ có nghe đọc trong một cái câu chuyện, mà hình như là cái câu chuyện về chị Úc Tịch. Thì chị có nói với cái người mà chị sẽ kết hôn đó, chị mới nói rằng hai đứa mình đó là có gây lộn bánh độn gì đó thì cũng không có bỏ nhau. Nhưng mà nếu mà mình phản bội đất nước quê hương là bỏ tức khắc. Người ta nói với nhau như vậy. Còn chúng ta đây là một cái người Phật tử thì chúng ta nói với mình như thế này: tôi chỉ có con đường duy nhất là con đường thiện. Nếu chồng vợ ở nhau mà phát sanh được cái thiện này thì ở. Con cái sanh ra mà ở chung với nhau mà phát được con đường thiện này thì ở. Còn không đó là đi con đường một mình. Đi con đường độc cư này mà chỉ thấy con đường thiện mà thôi. Còn nếu không thì chúng ta đó dẫn nhau đi đầu quân vào trong cái thế giới của ma vương. Và nó thiên hình vạn trạng. Thì sư cô nói ma vương cũng có thể biến thành Phật được mà. Nhưng mà là Phật giả thôi, chỉ là cái tướng mạo thôi, nó dẫn lộ cái đó rồi. Vậy thì tất cả những gì cám dỗ chúng ta trong đời này, chúng ta phải nhận ra rằng nó là thiện hay nó là bất thiện. Và sư cô đã nhiều lần phân tích cho quý vị thấy đó. Tất cả chúng ta đây nè, chúng ta đều bị cái dòng nghiệp này nó chi phối. Cho nên là những cái xúc cảm chúng ta khởi lên thì những cái thọ, cảm thọ nó sẽ khởi lên sao. Và chúng ta thường bị quyến vào trong những cảm thọ đó mà không có soi sáng cảm thọ đó. Nhắc lại một lần nữa nha, cảm thọ khởi lên khi nó đầy đủ điều kiện kích thích nó sẽ khởi lên. Nhưng mà chúng ta xử lý như thế nào, chúng ta thọ hưởng nó, chúng ta từ chối nó, hay chúng ta có cách xử lý nào, đó là vấn đề thứ hai. Nhưng mà cái tai hại, cái mà chúng ta thất bại để chúng ta làm đầu quân vào trong ma vương ở chỗ là bất cứ cảm thọ gì khởi lên chúng ta cũng đều thọ hưởng đã. Thì khi sư cô giảng về tâm sân đó, sư cô mới nói là cái vị ngọt của cái tâm sân nó nằm ở cái chỗ đó, là khi mà chúng ta tức giận mà chúng ta làm cho hả cái cơn tức của mình đó, đó là cái sự thọ hưởng những cái cảm thọ khổ ưu của ma vương. Còn cái người đó mà con cháu của chư thiên và chư Phật thì không có hưởng cảm thọ đó. Mà con cháu của chư Phật và chư thiên sẽ thấy rõ rằng sự tức giận của mình đây, sự dữ dằn mình đang khởi lên đây, nó nằm trong những cái pháp bất thiện mà mình phải tái sanh được các cõi khổ. Và mình nói với mình chấm dứt hay là đi qua con đường khổ đau, hãy chọn lựa đi, là mình là người Phật tử. Còn nếu không, tất cả chúng ta đều đi vào cái diệt, là khi những cảm thọ khởi lên, diệt của chúng ta là thọ hưởng những cảm thọ đó. Hãy nhìn cho rõ. Và cái chuyện này hằng ngày, khi mà chúng ta sống trong cái đời thường đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ cái điều này. Nhìn chưa nói ra mình chưa biết, nhưng mà khi mình học được cái pháp Phật rồi mình biết thì mình sẽ kiểm soát được. Và dẫu mình có phạm sai lầm đi nữa, mình vẫn tái hiện cái thước phim đó trở lại, và mình kiểm soát lại, và mình dạy dỗ mình trở lại. Chỉ có mình mới dạy dỗ mình mà thôi. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho chúng ta có đầy đủ sự sáng suốt và đầy đủ cái hùng lực để mà chúng ta tự giáo dục mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cho tất cả hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được phát sanh phước báo vật chất và phước báo trí tuệ. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp khí đến chư thiên, ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biển thân, nơi cây bồ đề, chúng con xin hỏi học về, sẽ dùng pháp khí tìm về cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náu phước hằng hạ xa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại không lường, hoàn thai thắp hoa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đoạ này, cầu cho hưng hạnh lâu dài, phát thiện trí lực các ngài mở mang, phật tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích chết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tân hoa trong pháp Phật nơi giáo truyền. Hồi hướng sang thời không, chư thiên trong tịnh xá nơi đền tháp Bồ Đề, hoàng chú sư đó đây được cúng dường pháp khí, hãy làm cho an lạc trong vòng tịnh xá này, tỳ kheo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ, người trong làng châu quận cùng các bậc thủ lãnh và tất cả chúng sanh, hãy đều được an lạc, thai sinh cùng bản sinh, thấp sinh hoa sinh chủng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát, nguyện pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy, nguyện chư tăng hòa hợp, lợi ích và bình an đều thành tựu viên mãn, xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo khéo thuyết. Hồi hướng công đức, con xin hồi hướng phước lành.
cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương, chúng sanh ba cõi sáu đường do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phước quả tùy nhân nguyện cầu. Hồi hướng quyến thuộc đi làm nô nha, đi làm mô tu su khi ta tu nha ta vô, đi làm nô nha, đi làm mô tu su khi ta tu nha ta vô, đi làm nô nha, đi làm mô tu su khi ta tu nha ta vô, đi làm qua ta mê buồn nha ma sa ba. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm trong ngày vị lai.